Lộc. Giật là Lộc ơi. À, thì tôi xài hai số mà nãy gọi cái gì không? Chừng nào? Không hai đúng không? Ok rồi, thổi đi Đà Nẵng rồi về bữa về rồi tranh thủ ra. Ok rồi. Rồi ok bồ, rồi. Rồi. Rồi ok bồ, rồi rồi. Rồi ok bồ, 22 tay đúng không? Rồi rồi. Rồi ok. Chiều mấy hả? Có lắp màn hình luôn cũng được nhưng mà nó sẽ không lắp máy à, có thể tắt màn hình đó, tắt màn hình là cái chỉnh bên kia nhưng mà có thể tắt màn hình nhưng mà nó không tắt máy, nó vẫn chạy ngầm mà tắt màn hình rồi lâu 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 cân luôn.
app trên điện thoại của anh này, anh cấp quyền cho nó rất nhiều cái cấp quyền luôn, có cấp quyền tí thì nó sẽ được có nhiều cái để mình coi nội dung tính cái này một thứ mà ngay cả cái điện thoại mình bắt sóng cái wifi rồi cái này 3G nào thì cái kia là cái bắt cái sóng cái điện thoại thôi, không cần cái sóng wifi thì biết còn mà phát tín hiệu của điện thoại hoặc phát sóng sóng điện thoại luôn, điện thoại mình ai vị trí nào là nó có luôn cái sóng đó chặt ở những cái thang bên mạng mình đi đâu biết là mình đã có số điện thoại rồi hỗ trợ vậy đó rồi là cái mật tương tự của bạn vừa đủ là đang xem xét để mà chấp nhận cho mình là mặt chứng tiền đó. Thì giờ vấn này tất nhiên cái kia nó phải delay rồi, em thả nó mail thôi, nhắn tin là chỉ là chờ mình nghĩ cái phát này.
không mấy rồi vậy. Chúng tôi cũng là một cầu thủ trung trung Hà Nội và hồ đức cùng với Hà Nội bạn thi đấu trên màn bia dài nhưng mà giờ sẽ tổng chưa phải là nhảm con dễ hơi hơi bị hoài lè chút chút rồi lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi cho mời Bùi Quốc Khánh của Hà Nội và Trương Hoàng Long của thành phố Hồ Chí Minh đến bàn số 7 thi đấu. Trên bàn số 8 Lương Chí Dũng của Hà Nội và Nguyễn Trường Quốc và Bà Rịa Vũng Tàu. Trên bàn số 9 Lê Thanh Hải của Đà Nẵng và Minh Sơn của Hà Nội đến bàn thi đấu.
Thank you.
xanh hết hàng, có người xanh với người xám hết hàng. Hết hàng luôn, không về. Rồi cái đợt túi, nách. Nó còn màu đỏ vàng với màu đỏ đen. Thank you.
hết luôn. Hai triệu bảy có đầu cơ rồi, có sẵn hay rồi, tặng thêm một cái hộp cơ là trị giá 120.000, nhưng mà cái ship anh phải chịu. Anh ở đâu? Ở Bà Rịa, cái ship nó tầm khoảng cả 45.000 á. Rõ ràng là nhắn tin qua giùm mình đi, nhắn tin của mình là tên, không nhắn tin qua số điện thoại luôn, tên người nhận, địa chỉ người nhận. Giờ nhắn gì rõ ràng luôn, vì nhiều người mua lắm rồi, không có số trở lại. Anh nhận tạo khoảng 2.000 nhận được rồi. Sớm nhất là như vậy
Trận đấu kết thúc với tỷ số 30-21 nghiêng về cầu thủ Ngô Đình Nại. Vũ Tâm xin chào quý vị, hẹn gặp lại các trận đấu khác.